chào quý vị và các bạn, Kiều Anh và Hồng Dên rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình với khán giả NTV tuần này. Quý vị và các bạn hãy theo dõi chương trình để biết những chương trình hấp dẫn nào sẽ được phát sóng trên kênh NTV. Thưa quý vị, bắt đầu lên sóng số đầu tiên từ tháng 6 năm 2013, đến nay chương trình Sức khỏe của bạn trực tiếp vào chiều thứ Bảy hàng tuần trên sóng NTV đã để lại dấu ấn nổi bật trong lòng quý vị khán giả. Thông qua mỗi chương trình đã giúp cho quý vị hiểu hơn những vấn đề cơ bản liên quan đến các loại bệnh học như là nguyên nhân, triệu chứng, cách phòng cũng như cách điều trị và được các bác sĩ, chuyên gia sức khỏe giải đáp các thắc mắc trực tiếp thông qua đường dây nóng. Vậy ekip thực hiện chương trình Sức khỏe của bạn đã phải trải qua những công đoạn nào và gặp những khó khăn gì trong quá trình thực hiện? Mời quý vị và các bạn cùng đến với clip sau. Có thể nói, ngay sau khi lên sóng chương trình Sức khỏe của bạn, do phòng chuyên đề tuyên truyền phổ biến pháp luật, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An thực hiện đã nhanh chóng trở thành bạn đồng hành quen thuộc của khán thính giả trong và ngoài tỉnh vào lúc 16:30 chiều thứ Bảy hàng tuần. Tôi thường xuyên là chiều thứ Bảy nào tôi cũng xem trực tiếp để biết được tất cả các cái bệnh ở trong người để phòng ngừa. Thì tôi thấy cái chương trình này rất ý nghĩa cho cái tuổi già như chúng tôi. Qua xem chuyên mục Sức khỏe của bạn, chúng tôi thấy là việc làm đó rất là phù hợp với nhân dân, rất là hay và cũng nhiều cái chương trình, nhiều cái bài phù hợp với nhân dân, tức là với cái sức khỏe nhân dân ở các mùa. Qua chương trình chuyên mục Sức khỏe của bạn của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An thì chúng tôi thấy chương trình này rất thiết thực với khán giả và rất bổ ích vì chúng tôi sẽ được nghe các bác sĩ tư vấn về cách chăm sóc và cách phòng chữa bệnh. Thì qua chương trình chúng tôi cũng hiểu biết thêm và đặc biệt là đối với những người phụ nữ trẻ tuổi như chúng tôi đang nuôi dạy con cái thì chúng tôi biết thêm được cách chăm sóc con tốt hơn. Và chúng tôi cũng mong muốn là chương trình có thêm thời lượng phát sóng nhiều hơn để chúng tôi có thể hiểu rõ thêm về cách nuôi dạy con tốt hơn. Sự ghi nhận đồng hành của khán thính giả thông qua thư email và gọi điện thoại trực tiếp chính là động lực để ekip sản xuất chương trình Sức khỏe của bạn không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn trong quá trình thực hiện. Qua đó ngày càng mang đến những chương trình hay hơn, chất lượng hơn, gắn bó trực tiếp đến cuộc sống thường ngày. Càng ngày càng có nhiều người gọi về cho chương trình hơn, gửi câu hỏi qua địa chỉ email hơn. Có những câu hỏi thì chưa hẳn đã liên quan đến cái chủ đề mà chúng tôi đang tư vấn của tuần này, nhưng mà chính những câu hỏi đó lại là gợi mở để chúng tôi có thể tiếp nối những cái chương trình sau với những cái chủ đề mà gần hơn với cái yêu cầu thiết thực của khán thính giả đưa ra. Cùng với nhịp sống sôi động của xã hội hiện đại, những vấn đề liên quan đến sức khỏe đang là trở ngại không nhỏ cho sự phát triển chung. Vì vậy, việc cập nhật những kiến thức y học để đưa ra những giải đáp về các loại bệnh học cũng như cảnh báo những vấn đề liên quan đến sức khỏe đang đặt ra cho ekip thực hiện chương trình Sức khỏe của bạn những thách thức mới. Sức khỏe của bạn của chương trình truyền hình Nghệ An NTV là một cái chương trình rất là hữu ích đối với khán thính giả. Đây là một cái kênh thông tin mà qua đó người dân được trực tiếp hỏi và được trao đổi trực tiếp về cái vấn đề sức khỏe của mình. Và đây là một cái kênh thông tin chính thống. Những cái người mà được mời tham gia hướng dẫn giải đáp ấy, là những cái chuyên gia có kiến thức y học tốt. Tôi đề nghị quý đài là trong tương lai chúng ta nên có một cái đề mục riêng cho mỗi chương trình, tức là hơi sâu một chút. Mỗi một chương trình như thế chúng ta chỉ đi sâu về một khía cạnh hoặc một căn bệnh. Ví dụ như ung thư thì chúng ta nếu mà trả lời toàn bộ các bệnh ung thư trong một chương trình sẽ rất là khó và sẽ không sâu được. Và nếu mà trong chương trình chúng ta chỉ giới hạn ví dụ như là ung thư tiêu hóa, ung thư họng, ung thư phổi ví dụ thế, thì bác sĩ và người dân cũng có thể hỏi sâu vào được. Đều đặn hàng tuần, 30 phút của chương trình Sức khỏe của bạn đã mang đến cho công chúng khán thính giả những kiến thức bổ ích để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bản thân gia đình. Tin tưởng rằng với những dấu ấn đã được tạo nên, chương trình sẽ ngày càng có sức lan tỏa rộng rãi hơn, góp phần nối dài cánh sóng NTV trên khắp mọi vùng miền của Tổ quốc. Để tạo điều kiện cho quý vị khán thính giả thuận tiện hơn trong việc theo dõi chương trình, bắt đầu từ ngày 16 tháng 4, chương trình trực tiếp Sức khỏe của bạn sẽ được bắt đầu từ 16 giờ thứ Bảy hàng tuần. Quý vị và các bạn hãy cùng đồng hành với chương trình để được nghe các bác sĩ tư vấn những vấn đề cần quan tâm trong việc chăm sóc sức khỏe.
Và đừng quên gửi những thắc mắc về sức khỏe của quý vị cho chương trình qua số điện thoại quen thuộc là 0386-262-999 và email sức khỏe của bạn ntva@gmail.com. Thưa quý vị, bên cạnh các chương trình chuyên đề, trong tuần tới từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 4, NTV sẽ chuyển tới quý vị khán giả nhiều chương trình hấp dẫn trong các khung giờ khác nhau. Đó là chương trình Giai điệu quê hương, Cho em cô gái Lam Hồng, Sân chơi ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền của câu lạc bộ người cao tuổi huyện Yên Thành do Phòng Văn nghệ Giải trí thực hiện. Chương trình Tinh thần Việt, nhịp cầu đầu tư do Phòng chuyên đề tuyên truyền phổ biến pháp luật thực hiện. Đây là những chương trình được ekip biên tập viên, kỹ thuật viên đầu tư công phu về hình ảnh và hiện đang được hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để lên sóng phục vụ khán giả NTV. Và chị Hồng Dê này, thời gian gần đây thì chúng ta nghe nói nhiều đến số hóa truyền hình. Vậy khi số hóa truyền hình mặt đất được thực hiện thì người dân sẽ được những lợi ích gì? Vâng, số hóa truyền hình mặt đất là một bước phát triển mới của ngành công nghiệp truyền hình. Truyền hình tương tự mặt đất sẽ được thay thế bởi số hóa truyền hình mặt đất, như là trước đây truyền hình đen trắng đã được thay thế bởi truyền hình màu. Và khi đó thì người dùng sẽ có thể xem các chương trình truyền hình với nội dung phong phú hơn, chất lượng cao hơn, trong khi giá thành TV thì vẫn giữ nguyên, thậm chí là được ưu đãi từ nhà sản xuất. Và cùng với nhiều địa phương khác trong cả nước thì trong những năm trở lại đây, Nghệ An đang nỗ lực thực hiện chương trình số hóa truyền hình. Số hóa truyền hình mặt đất đang là xu hướng tất yếu trên toàn thế giới. Nhiều nước đã hoàn thành quá trình chuyển đổi từ truyền hình tương tự mặt đất sang truyền hình số mặt đất. Đã có 45 nước hoàn thành quá trình số hóa truyền hình mặt đất. Việt Nam cũng đang thực hiện quá trình số hóa truyền hình mặt đất để đảm bảo quá trình hội nhập và phát triển một cách hiệu quả trong lĩnh vực truyền hình với thế giới. Tại Nghệ An, lộ trình số hóa cũng đang từng bước được thực hiện. Với sự phát triển nhanh chóng của các thiết bị số, TV có độ tích hợp cao, thì người dân đã được tiếp cận nhiều hơn các dịch vụ truyền hình chất lượng. Người dân dễ dàng lựa chọn những thiết bị như đầu thu vệ tinh, dịch vụ xem truyền hình qua hệ thống cáp hay những hệ thống truyền dẫn khác. Nếu như trước đây người dân chỉ được xem truyền hình từ hệ thống phát truyền hình tương tự analog, thì hiện nay các dịch vụ truyền dẫn khác cũng đã phổ biến ở Nghệ An. Từ miền xuôi đến vùng núi, chất lượng xem truyền hình đã có sự cải tiến vượt bậc nhờ công nghệ số. Bên cạnh đó, thì việc sản xuất, chất lượng các chương trình truyền hình cũng được số hóa từ thiết bị đầu vào. Theo kế hoạch, Nghệ An và 17 tỉnh, thành phố khác thuộc nhóm 3, từ nay đến năm 2018 sẽ chuyển sang truyền hình số mặt đất, ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất. Việc số hóa truyền hình mặt đất sẽ giúp truyền tải chương trình truyền hình với chất lượng cao hơn, thu được các chương trình chuẩn HD và 3D, giúp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng băng tần. Để thực hiện mục tiêu này, vừa qua, tỉnh Nghệ An đã thông qua đề án truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020, hiện đã cho dừng phát sóng một số trạm phát lại ở miền núi. Với lộ trình được chính phủ đề ra, Nghệ An đang phấn đấu đến năm 2020 có 95% số hộ gia đình có đầu thu các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu bằng nhiều phương thức truyền dẫn khác nhau theo hướng số hóa. Ngoài ra, để thực hiện lộ trình số hóa truyền hình, ngoài sự nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ rất cần sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân hiểu và tích cực hưởng ứng tham gia sử dụng dịch vụ truyền hình số. Có như vậy, số hóa truyền hình mới thật sự phát huy hiệu quả và đi vào cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 20 giờ 20 phút ngày 18 tháng 4 tới đây, một bộ phim mới sẽ được lên sóng NTV với tên gọi Nếu tình yêu quay về. Với 42 tập phim tâm lý tình cảm gia đình xã hội, bộ phim do hai quốc gia Trung Quốc và Hàn Quốc sản xuất, đặc biệt là sự kết hợp của dàn diễn viên đến từ hai quốc gia, hy vọng sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những câu chuyện cảm xúc, những mối quan hệ phức tạp của vợ chồng trẻ. Ghen tức, đố kỵ khiến con người ta nảy sinh một âm mưu thâm độc. Uông Thành, anh cứ chờ dùng cả đời để trả tôi đi. Những ai cản đường của con sẽ thủ tiêu từng người một. Nếu cậu không trả được tiền cho tôi dỡ xưởng của cậu. Một cặp vợ chồng hạnh phúc buộc phải giả ly hôn. Con nhất thiết phải ly hôn với An Hân để cô ấy không còn mang nợ. Ly hôn thì dễ, nhưng tái hôn thì có thuận lợi. Cầu hôn Mẫn Nhi, thương yêu nó cả đời. Cậu có thể có mọi thứ cậu có hiện giờ. Bà xã, anh dự định đám cưới với Mẫn Nhi. Ba ơi, có phải ba không cần con và mẹ nữa không?
An Hân đã không còn là vợ của anh rồi. Cô đã tự do. Cuộc chiến hôn nhân sẽ kết thúc ra sao? Đón xem bộ phim Nếu Tình Yêu Quay Về 20:15 hàng ngày ngay sau khi kết thúc bộ phim Lửa Yêu Thương trên sóng NTV. Mời quý vị và các bạn đón xem. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi hết thời lượng của chương trình với khán giả NTV tuần này. Hy vọng những thông tin có trong chương trình sẽ giúp cho quý vị và các bạn có thể sắp xếp thời gian để theo dõi được những chương trình mà mình yêu thích. Và thật tuyệt khi những chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An luôn nhận được sự yêu mến của quý khán thính giả. Mọi ý kiến của quý vị có thể gửi về địa chỉ chương trình với khán giả NTV, phòng biên tập và thông tin điện tử Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, hoặc qua email với khán giả NTV@gmail.com. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt.